Hello, xin chào cả nhà, mình là Nguyễn Loan và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm serum hiện nay đang rất là hot luôn. Đó ra là serum Numbogy mọi người nhá. Đó thì mọi người thấy là bình thường nếu mà chúng ta dùng các loại kem kiếp mà không dùng toner ấy thì mọi người thấy là cái da của mình nó cũng sẽ rất là khô. Nên là mình khuyên các bạn là khi mà mình dùng hay là không dùng kem hay là bất cứ một cái gì thì mọi người dùng toner xong mọi người chỉ cần dùng vài giọt serum thôi thì da của mọi người nó cũng sẽ mềm hơn và căng hơn. Tối nào mình cũng vậy, mình cũng dùng vài giọt serum để dưỡng da, rồi buổi sáng cũng vậy, sau đó là mình mới bôi kem chống nắng. Đó, chứ còn nhiều bạn là không dùng serum hay không dùng toner hay xịt khoáng gì hết, mọi người cứ dùng kem chống nắng lên không hay là dùng kem các loại kem trắng da không thì cái da của bạn rất là khô. Đấy, và nó không có cái độ dưỡng nhiều, cũng không tốt cho da mọi người nhá, cũng không tốt cho da. Đó, nên là hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm serum Numbogy. Đây là cái sản phẩm mà có thể nói là các bạn khi mà dùng á, nó sẽ hỗ trợ làm trắng sáng da và trị thâm, trị nám cho mọi người luôn. Bạn nào mà ví dụ như bị nám ở mức độ bình thường mọi người đang hay là đang bị nám á, mọi người mà đã đang và đang dùng kem rồi, mọi người có thể kết hợp với serum Numbogy. Hay là những bạn mà bị thâm do mụn để lại, đấy, sẹo các thứ đó, hoặc là mọi người thấy là da nó không được sáng thì mọi người đều có thể sử dụng Numbogy. Thì tại sao mà cái sản phẩm serum Numbogy nó lại có nhiều cái tác dụng như vậy? Bởi vì cái thành phần của nó khá là nhiều thành phần luôn. Trong đó thì phải nói đến hoạt chất glutathione, một trong những loại hoạt chất làm giúp làm trắng sáng da mà mọi người biết ở trong tất cả các thành phần mỹ phẩm hiện nay, kể cả viên uống hay là kem bôi. Nếu mà muốn trắng da thì đều có thành phần glutathione, đó là thành phần dưỡng trắng da trực tiếp luôn mọi người nhá. Vào da hay là uống vào trong cơ thể thì nó trực tiếp làm trắng sáng da luôn. Cái thứ hai đó là thành phần tranexamic acid. Mọi người biết nếu mà để mà trị nám tàn nhang thì đều phải có cái thành phần tranexamic acid thì nó mới trị được nám tàn nhang cho mọi người luôn. Thì trong cái sản phẩm serum Numbogy này thì cái thành phần thứ hai đó chính là cái thành phần tranexamic acid, một trong những loại thành phần để mà giúp hỗ trợ làm trắng sáng da, trị thâm, trị nám cho chúng ta luôn. Chiết xuất từ quả vaccinium đó. Loại này thì mọi người sẽ thấy là nó hỗ trợ làm dưỡng da, trắng sáng da luôn. Alpha butin, vitamin C, những thành phần mà chống lão hóa rất là tốt và trắng da cực kỳ là tốt luôn mọi người nhá. Đó, mà cái thành phần này thì mọi người thấy là nó nói chung là nó vừa hỗ trợ làm căng bóng này, cái serum nó hỗ trợ dưỡng da, làm căng bóng da mà còn làm trắng da, sạch nám, trị thâm cho chúng ta luôn. Đó, những bạn mà da khô, da hỗn hợp, da nhạy cảm, da mụn đó thì đều có thể sử dụng được. Đó, các nền da mụn, thâm, da không đều màu, nám, tàn nhang đều có thể sử dụng serum Numbogy nhá. Đó, cái serum Numbogy này thì mọi người thấy là mình thấy là so với giá thành với nhiều loại serum thì giá thành của Numbogy nó rất là vừa phải luôn mọi người nhá. Đấy, chỉ đâu đó trên dưới 300 nghìn là mọi người có thể mua được serum Numbogy rồi ạ. Thì serum Numbogy này thì mọi người thấy là loại này thì nó sẽ làm, đây mình sẽ xem coi là bao nhiêu ml nhá. 30ml nha mọi người nhá, 30ml, và mỗi lần mọi người sử dụng chỉ cần sử dụng tầm 3-4 giọt thôi là mọi người cũng thể ok sử dụng được rồi đấy ạ. Đấy, ngoài các cái thành phần đấy ra thì nó có thể còn có là vitamin E nữa này, alpha lipoic acid chống oxy hóa rất là mạnh mẽ luôn, coenzyme Q10, vitamin B5 hỗ trợ làm dịu da, trắng sáng da. Đấy, kết cấu thì nó sẽ là sệt nhẹ thôi, thấm nhanh, không bị dính mọi loại da luôn, đặc biệt là da lão hóa, da sạm xỉn, da không đều màu. Đấy, với những bạn mà da không đều màu thì mọi người sử dụng serum Numbogy là ok nhất, hoặc là làm trắng sáng da đó. Đấy, phục hồi da rất là tốt nhé. Còn thắc mắc cho cái sản phẩm serum Numbogy của Hàn Quốc này, mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số là 0985 328 298 nhé. Ok, xin chào cả nhà.